Làm việc đấy thì chúng ta sẽ làm như thế này. Bây giờ bước 1 là chúng ta sẽ thiết kế một cái scene mới nhé. Thì cách thiết kế scene mới làm như sau. Chúng ta vào File, New Scene, gì nhỉ? Bấm Ctrl F. Bạn ghi cho thầy đây là menu chẳng hạn. Bạn lưu vào mục scene này nhé. Đây là menu chẳng hạn. Rồi, thế trong cái này chúng ta sẽ tạo một cái game object đúng không? Bạn rename nó đi là BG, như là background, đổi tất cả cái này thành gì? Không 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 rồi, bây giờ em add một cái sprite vào đây. Và ta tìm đến cái một cái background này. Đúng không? Muốn nó nhìn thấy thì chúng ta chọn default nhé. Background này. Bây giờ em thiết kế một cái button ở trong cái này đúng như nhỉ? Tạo thêm một đối tượng mới. Những đối tượng này nó là đối tượng gì? Là button đúng không? Như vậy bạn sẽ vào cái phần, ví dụ như là file này, game object này, chọn UI và chọn một cái button. Thì như thầy nói với bạn hôm trước ấy, là chúng ta sẽ có cái kiểu là có hai phần đúng không? Phần canvas là cái phần to đùng, còn phần game là cái phần bé tí này. Như vậy bạn muốn muốn thiết kế một button thì chúng ta sẽ phải thiết kế button ở cái vị trí này đúng không? Bạn phải thiết kế bất từ ở vị trí này. Rồi, do vậy bạn sẽ trở về màn hình gì? Màn hình thiết kế, bạn zoom nhỏ ra, bạn sẽ thấy cái bất từ chúng ta nó sẽ ở vị trí nào đó. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ nằm ở cái vị trí này đúng không? Bạn sẽ kéo cái bất từ này đúng ở cái vị trí nào mà bạn cảm thấy bạn mong muốn. Đó. Vị trí này đi, hay đây, được. Đó. Bây cái bất từ này, chúng ta lại thực hiện việc là chúng ta đổi, chúng ta không không ta xóa cái text này đi. Như vậy chúng ta sẽ mở cái bất tường rộng này ra này, xóa text này, đây nhá, và rename nó, rename là btn load nhỉ. Bây giờ các bạn đổi cái hình ảnh bất tường vào đây, UI sprite chúng ta tìm vào cái bất tường là play chẳng hạn, và chúng ta sẽ được một cái button play ở đây đúng không? Tùy vào kích thước bạn mong muốn mà nó có thể to nhỏ tùy ý. Như bạn thấy cái kích thước này mà bạn cảm thấy vẫn hơi nhỏ thì chúng ta có thể thay đổi cái tỷ lệ nó lên đúng không, mở rộng ra đúng không, thì nó cũng sẽ rộng theo đúng không. Lúc này chúng ta sẽ có hình ảnh cái button này to nữa đi đúng không, và cho ra giữa đây, giữa đây. Ctrl S. Đấy, như vậy ta sẽ có cái button play như thế này. Như nhỉ? Bây giờ ta kích vào cái, bây giờ ta kích vào cái này. À, rồi ok, sau khi xong thiết kế xong cái đấy này, thiết kế xong này. Thì chúng ta lại phải ép vào gì? Ép vào cái giống như ba này. Ép xin đúng không? Kiểu này nó giống như là chúng ta thực hiện ở trong add-on manifest ấy, như là, giống như là add vào manifest đúng không? Tương tự như thế. Thì cách add như thế nào? Bạn chú ý này. Giả sử bạn muốn cái thằng này là cái thằng chạy đầu tiên thì bạn kích vào đây. File, chọn thầy build setting này. Các bạn add cho thầy một cái nữa.
S đây. Nhưng mà lúc này bạn thấy rằng là cái thằng này là số 0, thằng này là số 1 đúng không? Số 0 sẽ được gọi đến đầu tiên và số 1 được gọi đến thứ hai. Như vậy chúng ta muốn cái số 1 đẩy lên thì ta đẩy làm sao? Thì là chúng ta có thể là bạn remove cái này đi. Như vậy là tức cái này sẽ chuyển số gì? Số 0. Đúng không? Xong bây giờ ta lại add cái scene này vào. Ta lại add một cái lần nữa. File. Build setting. Ta lại add lần nữa. Như vậy là chuyển số 1 đúng không? Như vậy cái số 0 sẽ được gọi đầu tiên và cái số 1 được gọi thứ hai. Nhé. Đấy như kiểu như trong Arrow Manifest. Ok. Huynh Huynh đi tiêm nha. Như vậy là ta đã có hai scene đúng không? Thiết kế hai scene. Cái này là giống như là hai activity nhé. Giống như hai activity. Cái activity trước là cái này, còn activity vừa thiết kế là cái này. Bây giờ thầy muốn là cái này sẽ gọi đến cái này thì ta làm thế nào? Thì nó sẽ có một cái sự kiện tương tự với sự kiện gì? Start activity đúng không? Start activity và truyền item vào. Start activity và truyền item. Như vậy chúng ta xử lý sự kiện như sau. Bây giờ các bạn sẽ phải tạo một cái script vào đây. Đúng không? Để gọi đến mà script. Như vậy bạn sẽ viết một cái script ở trong này. Một cái script sẽ load cái kia lên, chúng ta sẽ ghi đây. Bạn sẽ ghi là menu script. Menu script. Rồi, bây giờ bạn sẽ định nghĩa một cái hàm. Như là public này. Void load scene. Đúng không? Ghi là application. Chấm load level. Thì thầy cái tên của cái scene vào đây. Bạn muốn load là cái gì? Scene muốn load là cái này đúng không? Đúng tên nhé. Đây. Bấm phải chuột rename. Hoặc là ta kích đây này. Pop đúng không? Và ta đổi. Đấy. Scene chấm load level và ta load cái level này lên. Cái dòng này là để nó gì gọi từ scene này sang scene kia, nó giống như là cái này, nó giống như là start activity nhé, giống start activity tương tự như là start. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện việc xử lý sự kiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ kích vào đây btn load này, bạn add cái clip vào đây, add component này, component ở đây thì chúng ta sẽ có menu đúng không, menu script đấy, như vậy ta có cái menu script đây. Bây giờ ta add sự kiện cho nó thì chúng ta kích vào đây nhìn thấy cái sự kiện dấu cộng này. Các bạn nhìn thấy dấu cộng này. Kích dấu cộng đúng không? Tiếp theo là ta chọn này, đối tượng nào, đối tượng mà chúng ta sẽ click, đối tượng chúng ta sẽ click thì nó chính là gì, trong scene nó sẽ là đối tượng gì đây, button btn load đúng không. Thứ hai là cái hàm ta sẽ gọi đúng không, là menu script và chúng ta gọi những cái hàm tên là load scene. Đây là đối tượng sẽ click này và đây là sẽ gì, cái hàm ta sẽ gọi đúng không.
Như vậy bạn bấm Ctrl+S bạn chạy thử này. Đấy, ta kích đây, nó sẽ gọi đến cái hàm tiếp theo, gọi đến cái xin tiếp theo nó. Ta tốt thì nó sẽ trở về đây. Chạy này. Từ đây sẽ gọi đến cái xin tiếp theo. Và ta sẽ có thể thực hiện các thao tác đúng không? Tốt thì như này. Như vậy là ta đã gọi từ cái xin A sang gì xin B nhé. Từ menu sang gì? Sang sample C. Đấy. Như vậy nó chỉ có một dòng thôi, giống tương tương với start activity. Ta làm đi. Như vậy thì nói về cái mô hình vừa rồi nhé. Mô hình vừa rồi là chúng ta dùng cái này. Đúng không? Tức là chúng ta sẽ có hai cái scene này. Đúng không? Trong cái scene này sẽ có một cái button này. Đúng không? Thì button này là kích click vào thì nó sẽ gọi đến cái này đúng không? Click vào gọi đến cái này. Nhưng mà để làm được việc đó thì cái button này nó lại phải có hai thứ quan trọng. Tức là chúng ta sẽ add một cái on click này. Đúng không? Một cái on click vào đây. Và cái thứ hai nữa là nó phải có một cái đấy là ngoài cái on click ra đúng không, nó có thêm một cái nữa
Đó là chúng ta có một cái sự kiện là cái load gì, load level, đúng không? Đấy, như vậy còn cái đặt tên sự kiện này, load level là cái hàm sẽ gọi, như vậy kích đây nó sẽ gọi đến cái này, đúng không? Cái này thì chính là, cái này thì chính là menu đây, đúng không? Còn cái này thì chính là sample. Ok chưa? Đấy. Như vậy nhé. Tiếp vào đây sẽ gọi đây. Và đương nhiên bạn sẽ phải gọi đến một cái, chúng ta sẽ phải ép vào cái manifest thì giống như cái manifest ở đây này. Các bạn quen với kiểu lập trình Android rồi cho nên thầy phải bao giờ thầy phải bám theo cái lập trình Android của chúng ta dễ hình dung, đúng không? Đây này, như cái manifest. Bật nhiều thứ thế nhỉ, để tắt bớt cái này cho nó nhẹ nhé. Đây này, như manifest chính là cái chỗ này đây, về chưa, chúng ta thêm vào như thêm vào cái activity. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện tiếp là cái demo số 2. Như vậy chúng ta sẽ có demo 1 này, demo một là xử lý sự kiện này. Demo sự kiện trong button này. Demo 2 là chúng ta thực hiện việc là gọi ngược trở lại cái phần gì? Tức là demo 2 là demo theo kiểu game over. Vậy khi nào game over? Game over khi, đúng không? Khi nào? Khi một là cái điểm, đúng không? Điểm sẽ nhỏ hơn hoặc bằng không. Điểm nhỏ bằng không. Như vậy muốn điểm nhỏ bằng không thì chúng ta lại phải thực hiện việc là gì? Va chạm gì với quái vật? Hoặc chướng ngại vật, đúng không? Với chướng ngại vật. Vậy chúng ta sẽ phải gì? Thiết kế các chướng ngại vật để cho nó va chạm. Do vậy chúng ta sẽ về cái phần scene. Tiếp theo là cái scene về sample. Bạn sẽ thiết kế một cái chướng ngại vật ở đây, đúng không? Bạn ghi là chướng ngại vật chẳng hạn. Bạn cũng nhập cho thầy là 0, 0, 0. Trong chướng ngại vật chúng ta sẽ add một cái sprite renderer. Ta tìm đến các cái chướng ngại vật, ví dụ như con này. Đấy là coi như là một chướng ngại vật, đúng không? Đương nhiên giống như coi, nó phải thêm cái gì? Bóc gì? Bóc coi được. 2D. Đúng không? Các khi này có hình ảnh như này. Đây là một dạng chướng ngại vật. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ gì? Tạo một cái tag cho nó. Bạn sẽ thêm một tag vào đây. Add tag. Thêm một tag này vào, tên là chướng ngại vật. Lúc nào ta chọn lại cái tag cho nó. Ta ghi đây là gì? Chướng ngại vật, đúng không? Add tag nó. Tại sao add tag thì thầy nói với bạn hôm trước rồi. Rồi, bây giờ ta sẽ tạo một cái prefab cho nó là dạng chướng ngại vật ở đây. Bạn thích tạo nhiều chướng ngại vật hơn thì chúng ta cũng có thể xóa cái này đi. Hoặc là xóa này đi cũng được. Chúng ta sẽ tạo một cái object khác. Như là, đúng chưa? Group chướng ngại vật chẳng hạn. Group chướng ngại vật. Lúc này ta sẽ kéo cái bạn bạn không chứa thầy chỗ này là không không nhé, ta kéo vào đây
Ok chưa? Tiếp theo kéo cái nữa. Đúng không? Cái này bạn có thể di chuyển đến một cái chỗ bạn mong muốn. Ví dụ chỗ này. Đúng không? Cái này bạn có di chuyển đến cái chỗ bạn mong muốn, ví dụ chỗ này. Đó. Bạn sẽ di chuyển đến chỗ bạn mong muốn. Chỗ này. Đúng không? Tương tự thế. Ví dụ thế. Thế bây giờ chúng ta sẽ lại tạo một cái prefab cho thằng này. Ta thích ta lại kéo cái chướng ngại vật này lên một lần nữa thì nó sẽ nhiều chướng ngại vật đúng không? Và chúng ta sẽ dùng cái mũi tên để ta di chuyển nó đến cái chỗ chúng ta mong muốn. Như thế đúng không? Như thế. Rồi. Chẳng hạn như thế. Rồi như vậy là cũng chướng ngại vật nhiều nhiều rồi đúng không? Bây giờ sau khi thiết kế xong thì ta sẽ xử lý với chướng ngại vật. Thì bạn lại phải mở cái code ra. Script, chúng ta sẽ mở cái code về control player. Ta xử lý với chướng ngại vật. Thì chúng ta lại kiểm tra copy cái này. Đó. Không phải coin nữa mà nó là chướng ngại gì ngại vật. Nếu là chướng ngại vật thì cái này sẽ gì trừ đi 2 điểm đi, cho nó nhiều. Bây giờ ta kiểm tra if mà cái score mày làm sao nhỏ hơn gì nhỏ nó bằng không thì chúng ta sẽ có application chấm load level lại gọi đến level menu đúng không, như vậy ta sẽ phải để cho chính xác ấy, là bạn sẽ phải vào đây bạn ghi đều này cho bạn copy lại tập bếp rồi. Đấy. Rồi bạn chạy thử nhé. À không, bạn phải mở vào cái này. Mở vào cái menu này. Để thử này. Ta kích vào đây. Chúng ta chạy ta ăn uống gì đi đúng không? Vào này đúng không? Ví dụ thế ăn ăn nhiều vào, bỏ coi vào. Đó, xong xuống đây này. Va chạm những lại bạn sẽ bị trừ này, trừ này. Ăn tiếp này, xong lại trừ 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 đấy, hết phát nó sẽ trở về gì game over và người ta sẽ gọi gì gọi play nó kiểu như thế rồi này đấy, vậy đến đây là hết hết game đúng không, như vậy đúng không, rồi ok. Cái kiểu nó cuối cùng nó như là Flappy Bird ấy, bạn chơi đến lúc mà nó không không ai được nữa thì nó sẽ báo, muốn nó trông nó đẹp hơn thì chúng ta có thể đẩy một cái label đấy đúng không? Như thế là được rồi. Cơ bản chúng ta sẽ có cái phần. Hoặc là bạn có thể thêm một cái label vào đây. Tách này. Thêm object này. UI này. Thêm một cái tách vào đây.
kéo vào đây sau cái button như thế, bạn sẽ ghi là game over đó, cho nó độ vào 50 đi, và cho rộng này nha. Chữ đậm đây, cho màu khác đi, màu đỏ đi, đúng không? Cho là giữa đi, là đẹp đúng không? Thế thì lúc này ta lại không để cái này, nếu thiết kế kiểu này thì ta lại không để cái này, là chúng ta lại file manifest này. Đó, ta xóa cái này đi, menu ta xóa đi. Chọn là remove này. Và bây giờ ta lại add lại. Thì lúc này cái sample scene sẽ là cái số 1, menu là cái số 2 đúng không? Như vậy ta sẽ luôn luôn chạy cái này trước này. Khi chạy game một cái nó sẽ ra dạng này luôn. Đấy. Game over đó. Đây. Thường như thế này thì ta lại đổi lại là không phải play mà nó sẽ là replay đúng không? Như vậy cái này bạn sẽ đổi lại như thế, thành một cái button có tên là replay. Đúng không? Over replay. Rồi ok. Có cho nó hiện cái game over mới replay ở ngay ở trong cái màn hình, trong cái scanner menu đúng không thầy? Có nghĩa là không Được. được. Hiện thì được, nhưng mà cái đấy thì thầy sẽ dạy bạn là cái môn game nâng cao ấy. Cái đấy nó sẽ cả một cái chủ đề lớn. Vâng. Đây, muốn làm kiểu đấy thì làm ta ở bạn ở cái môn này ta cứ làm thế này trước, ta đừng làm kiểu đấy vội. Bởi vì từ đầu là thầy đã không thiết kế như thế rồi. Mình không thiết kế như thế mình không nên làm như thế. Thì đi đường mà có gì đâu. Bây giờ ta sẽ làm như thế này, bây giờ ta sẽ copy cái này cho nhanh. Làm này đúng không? Ta sẽ copy này. À, bây giờ bạn sẽ đổi tên ok. Copy này, Ctrl C, Ctrl V. Đấy. Đấy không? Không được rồi. Thế thì bạn sẽ tạo một cái này đầu tiên. Xin một cái scene mới này, game một cái new scene, Ctrl S. Đúng không? Tạo một cái scene mới. Chúng ta sẽ ghi vào đây là menu, ta sẽ ghi là mở đi. Chúng ta sẽ mở cái này lên đầu tiên. Cái này sẽ là cái đầu tiên này. Game object. Add một có một hình ở đây. Right, đúng không? Add vào đây. Chẳng hạn như cái này đi. Bây giờ chúng ta muốn nó hiển thị, chúng ta chọn gì? Default. Tương tự, chúng ta cũng thêm một cái button như vừa rồi, đúng không? Cũng thêm một cái button như vừa rồi. Chọn cái scene này nó ta cũng kéo lại đây, cho ở giữa này, cho tỷ lệ nó lớn hơn này, tỷ lệ thì chúng ta có thể đổi tỷ lệ đây đúng không? Còn nếu em thích 222 đi, 222 là to rồi đã, thích đổi kiểu tỷ lệ đúng không? Chỗ này ta đổi một cái tên là play.
cái text này ta xóa đi. Được chưa? Tương tự ta cũng add cái button này. Ta cũng thêm cái component đúng không? Là menu. Script cũng add một sự kiện như vừa rồi. Cũng chọn đối tượng. Click là cái button. Chọn scene này. Chọn button này. Cũng chọn cái hàm menu script là load scene. Rồi đúng không? Và chúng ta cũng add cái này vào đầu tiên. File này. Build setting này. Như vậy ta làm 3 scene đúng không? Ta xóa hết cái này đi. Vậy ta add cái đầu tiên là cái này. Cái scene M là cái đầu tiên đúng không? Tiếp theo cái sample scene được add cái thứ hai. Rồi, và cuối cùng là cái menu. Thì được add cái thứ ba. Bây giờ ta quay về cái sample scene, cái M đây. Chạy thử đúng không? Như vậy đây là đúng logic rồi đúng không? Đầu tiên là play này. Xong ăn uống gì đấy đúng không? Chơi game đi, ăn uống đi. Thì nó sẽ là replay đúng không? Cứ như vậy thôi. Và lúc chạy này nó sẽ là play. Vậy như đấy. Ok. Như vậy bạn chú ý nhé. Cái này là dạng hiển thị activity đúng không? Thế còn nếu bạn muốn hiển thị cái theo kiểu là nó hiển thị trên này, nó gọi là hiển thị dạng pop up nhé. Chúng ta đang sử dụng activity. Phương pháp là sử dụng activity, tức là mỗi scene tương đương một activity. Còn như bạn vừa hỏi ấy, thì đấy là dạng hiển thị dạng pop up em nhé. Đúng logic chưa? Đúng rồi đúng không? Đầu tiên là phải là play đúng không? Đầu tiên vào đây sẽ là play này. Đây là cái activity play đó. Đây là activity game. Đúng như nhỉ? Thế chỗ này là activity là gì? Replay đúng không? Đấy. Đúng logic rồi đấy đúng không? Bây giờ nó chỉ phụ thuộc bạn thiết kế đẹp hay không thôi. Đúng như nhỉ? Đấy. Ok, chính xác không? Vậy đây ta thiết kế ba cái activity đúng không? Activity một là activity là menu, hai là một activity là play, hai là activity game và ba là activity replay. Thì cái này nó tương đương với cách chúng ta sử dụng activity đúng không? Nói chung là cái này nó nhiều kỹ thuật lắm. Các bạn cứ học dần dần để nó nắm được các kỹ thuật, nhiều kỹ thuật. Và nó nhiều cách làm. Các bạn làm đi để thầy demo phần tiếp theo. Làm xong.
Đây, nếu bạn nào muốn xem game full hoàn chỉnh của cái này thì sẽ cho bạn xem game đấy nhé.